Tập 1053 Kazama bị lạc đường. Kazama đang trên đường đến lớp học tiếng Anh, cậu nhận thấy thời gian vẫn còn sớm nên muốn đi đường khác xem có gì hay ho không. Lớp học tiếng Anh gần trung tâm thương mại Kokono Kado, nên chỉ cần đi theo hướng đó là được, thế là cậu phấn khích chạy đi. Được một đoạn thì cậu hoang mang khi không thấy trung tâm Kokono Kado đâu. Đã thế còn là ngõ cụt nữa, Kazama hoang mang quay lại. Rồi xong, đậu phộng đường thật rồi, càng đi cậu lại càng lạc. Đang không biết đây là đâu, đột nhiên một chú gấu mèo nhảy ra làm cậu sợ té đái. Gấu mèo ngoài hành tinh hả má, nó hung dữ vồ lên một phát làm cậu co giò chạy sút cả quần. Được một lúc nhận thấy đã an toàn nên dừng lại. Cơ mà, đây là đâu và tôi là ai, hoang mang thật sự. Kazama quyết định dùng smartphone để tìm định vị. Ây, đen thế, hôm nay lại quên ở nhà mới đau. Đột nhiên lùm cậy bên cạnh lại rục rịch rồi một chú gấu mèo lại vồ lên làm Kazama té xoài ra đất. Kazama, là xin này, đã lâu rồi không gặp, lâu gì má. Vừa mới gặp ở trường mẫu giáo luôn á, Kazama hỏi xin đang làm trò gì vậy. Xin đang hóa trang thành gấu mèo ngủ đông, xàm xí thật sự, thế còn Kazama sao lại ở đây? Kazama nghĩ giờ mà nói với xin cậu bị lạc đường thì quê lắm, nên nói với xin chưa tới giờ vào lớp học thêm nên cậu đi dạo thôi. Nếu thế thì cho xin đi cùng với nhá, cho cái gì mà cho. Cậu tự mà đi đi, mặc dù Kazama nói thế nhưng xin vẫn lẽo đẽo đi theo cậu. Càng đi Kazama càng hoang mang không biết là mình đang ở đâu. Đang tính hỏi đường xin thì xin cắt lời, rồi nói Kazama mau đi theo hướng kia. Xin hớt hải chạy đi làm Kazama cũng cắp giò chạy theo. Xin dừng lại ở một ngôi nhà có cánh cửa gỗ. Ê, trong này có mùi cà ri, trời má, cứ tưởng có chuyện gì cơ. Xin lại bắt đầu dùng mũi thính của mình đánh hơi. Vừa hay lúc này có một ông chú đi tới. Kazama thầm nghĩ chắc là người trong khu này rồi. Nếu thế thì chắc hẳn quen đường ở đây lắm. Cơ mà mình không thể hỏi đường ông chú khi xin đang ở đây. Đột nhiên xin chạy lại chỗ ông chú, ngửi ngửi rồi nói ông chú có mùi cá bơn. Kazama hớt hải chạy lại để bắt xin xin lỗi kẻo lại ăn no đòn. Thì đột nhiên xin chỉ vào túi đồ của ông chú rồi nói mùi cá bơn phát ra từ đó. Là cơm cà ri má ơi, vậy là Kazama còn chưa kịp hỏi đường thì ông chú đã rời đi. Đang hoang mang không biết hỏi đường ai thì cậu nhìn thấy có cô bé đang tưới hoa ở trong hàng rào. Cơ hội tới rồi, Kazama gọi lớn, cô bé quay lại. Tình cờ là cô bé còn mặc áo có in hình ngoe phiên bản giới hạn làm Kazama sáng mắt lên. Đang tính hỏi đường thì xin cứ lảng vảng xung quanh làm Kazama tức điên được. Cô bé hỏi Kazama có chuyện gì không, vì có xin nên Kazama lắc đầu rồi chạy đi. Xin cứ lẽo đẽo theo Kazama khiến cậu không dám hỏi đường ai. Đã lạc càng thêm lạc, chợt xin thấy một cửa nhỏ dành cho mèo. Chưa kịp phản ứng thì xin đã chui tọt qua. Đã thế xin còn rủ Kazama chui cùng, vui lắm đấy, không đời nào. Miệng thì nói thế chứ thấy xin chui qua chui lại hay quá cậu nói, một lần thôi nhé, đã nghiện rồi còn ngại. Nhưng vì Kazama to quá nên cậu bị mắc kẹt lại mà không chui ra được. Hết cách xin đành phải cầm chân kéo cậu ra. Kazama thấy quần áo mặt mũi lấm lem thì cáu lên. Ơ kìa, Kazama phải cảm ơn tớ chứ, Kazama mặt mày cau có tiếp tục đi. Cậu hoang mang khi đến ngã rẽ, vậy thôi nhé xin, đừng có đi theo tớ nữa. Thế là Kazama vừa hớt hải đi vừa lo lắng. Về nhà với bộ dạng này thì biết ăn nói với mẹ sao. Lúc này thì Kazama lo lắng thật rồi, nước mắt cũng đã rơi, cậu phải chấp nhận mình đã đi lạc. Nãy mà không làm giá hỏi xin đường thì có phải hay rồi không? Cứ thế Kazama cứ đi mãi cuối cùng lại về chỗ cũ. Cứ thế này thì chắc mình không về được nhà mất. Đang tuyệt vọng thì xin từ trong bụi cây lại lao ra. Kazama đã lâu rồi không gặp, gì dậy cha, xin đang hóa trang thành con trồn rồi ẩn nấp quanh đây. Nếu không muốn làm trồn nữa thì tôi có thể lộn mũ lại để thành gấu mèo này. Xịn hươm, lúc này Kazama không kìm nén nổi nữa mà khóc lên. Xin lo lắng rồi lấy ra một viên kẹo đưa cho Kazama. Ăn kẹo rồi vui lên nhé. Kazama nhận lấy cảm ơn xin rồi ăn ngon lành. Kẹo ngon quá chừng luôn, cơ mà, đây là kẹo của tôi mà. Sao cậu biết trong cặp tôi có kẹo mà lấy hay quá dậy? Kazama lúc này vứt bỏ liêm sỉ tính hỏi xin xem trung tâm Kokono Kado ở đâu nhưng chưa nó hết câu thì cậu thấy nó ở ngay trước mặt mình. U là trời, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Cậu suýt xoa, khung cảnh này thật là quen thuộc. Lỡ một giờ học chắc không sao đâu ha, một giờ là thế nào? Đã 3 giờ rồi đó, Kazama nhìn lên đồng hồ thấy điểm 3 giờ thì như hóa đá. Rồi xong kiểu gì lớp học tiếng Anh cũng sắp kết thúc cậu phóng như bay chạy đi. Xin bên này gọi Kazama lần sau lại chơi tiếp nhé. Các bạn ơi, hãy dành ra 5 giây để like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tập 740p 2 mẹ Misae và chuyến đi chơi bất ổn. Sáng nay mẹ Misae đang vò đầu bứt tóc nghiên cứu kỹ đường đi cho chuyến đi chơi ngày mai. Lúc này thì dì Musae đến chơi, dì thấy mẹ có vẻ mệt mỏi thế nhỉ? Chuyện là hôm chủ nhật vừa rồi hội chị em bạn dì gồm mẹ Misae, mẹ Masao, mẹ Kazama và mẹ Nene tụ tập ở quán cà phê để tám chuyện. Mẹ Kazama nói mẹ có biết một quán cà phê rất chill và đẹp. Cả hội chị em nghe thấy thì đều muốn đi đến đó.
Nhưng mà vấn đề là nó rất xa và muốn đi đến đó thì phải đi bằng ô tô. Mặc dù đang thảo luận xem ai là người có ô tô và có thể lái xe đi, nhưng ánh mắt của ba bà mẹ đều nhìn về phía mẹ Misae. Thế là mẹ bất đắc dĩ phải nhận lấy nhiệm vụ này vậy. Nhưng mà mẹ khá lo lắng vì kỹ năng lái xe siêu đỉnh của mình. Dì Musae trấn an mẹ cứ yên tâm, mặc dù dì không có can đảm ngồi lên xe mẹ lái nhưng dì vẫn tin vào tay lái lụa của mẹ. Mẹ nổi cáu lên, cu xin bên cạnh cũng không quên khịa mẹ. Mẹ cứ yên tâm, xin biết mẹ lo lắng nên đã viết một lá thư để tiếp thêm động lực cho mẹ. Mẹ mở thư ra thấy cu cậu viết mong sao mọi người đều có thể an toàn trở về thì nổi điên lên, rồi mẹ Misae nhờ dì xem đường đến quán đi như thế nào. Nó có khá nhiều khúc cua và đường đi gồ ghề, mẹ nghe vậy thì hơi lo lắng. Dì đề xuất mẹ hãy tập lái xe đến đó trước để quen đường cho chuyến đi cùng hội chị em. Tất nhiên là dì vẫn còn muốn sống nên dì sẽ không đi cùng mẹ. Mẹ tức điên lên hỏi dì đến đây làm gì. Dì cười ngại ngùng vì tháng này dì đã hết tiền ăn nên đến đây xin ăn ké vài hôm. Xin ở bên không quên cà khịa dì sao vẫn mãi nghèo bền vững vậy, làm dì chỉ biết cười trừ. Mẹ lúc này mặt nham hiểm nói sẽ cho dì ở lại. Dì chưa kịp cảm ơn thì mẹ tiếp lời. Muốn ở lại thì tất nhiên dì phải phụ mẹ rửa xe và đi khảo sát đường trước cùng mẹ rồi. Dì nghe mẹ nói thì toát hết mồ hôi, chuyến này không biết còn được gặp lại ba má nữa không. Nói xong thì mẹ và dì bắt tay vào công cuộc dọn rửa xe, thiệt tình có xe hơi mà sao để bẩn quá mẹ ơi. Mẹ nói dì nếu muốn có cái ăn thì ngoan ngoãn dọn tiếp đi. Sau khi chùi rửa xong xe thì cả nhà cùng lên xe chuẩn bị xuất phát. Mẹ cầm lái còn dì ở bên sẽ là người nhìn bản đồ chỉ đường. Dì nhắc mẹ phía trước là ngã tư và mẹ sẽ rẽ phải. Xin ở phía sau không ngừng khen mẹ của Masao, Nene và Kazama là những người mẹ tuyệt vời. Dì hỏi xin thấy mẹ Misae thế nào, à thì xin thấy mẹ có vẻ hơi kỳ quái. Xin và dì đang cười nói thì mẹ Misae hét lớn, thì ra là mẹ đã quên rẽ vào đường bên phải. Mẹ đổ lỗi cho dì, xin và Hima quá ổn nên mới làm mẹ mất tập trung. Ba người cùng hét lên đừng đổ lỗi cho người khác chứ. Mẹ bắt đầu bẻ lái, sau 7.749 lần thì mẹ cũng thành công rẽ vào đường bên phải. Xe tiếp tục bon bon trên đường, dì nhắc nhở mẹ kế tiếp sẽ rẽ trái. Vừa dứt câu mẹ lại tiếp tục hét toáng lên, lại đi hụt nữa rồi. Mẹ than phiền cái đường này quá nhỏ để xe ô tô đi vào. Xin lo lắng bất an không biết mẹ rẽ được không. Tiếp tục đi tới rồi đi lui cuối cùng mẹ cũng thành công rẽ vào đường đi. Xe tiếp tục bon bon trên con đường quê xung quanh trồng toàn bắp cải. Mẹ cằn nhằn con đường quá nhỏ và gồ ghề. Nếu như mà có một chiếc ô tô đi ngược chiều nữa thì làm sao? Tâm linh tương thông, mẹ vừa dứt lời thì một chiếc xe tải đang chạy ngược chiều tiến lại. Mẹ bất an không biết con đường thế này thì quay đầu xe kiểu gì, mẹ căng thẳng hét lên. Cũng may sao chiếc xe không đi tới nữa mà nó rẽ vào một con đường khác. Phù, mọi người thở phào nhẹ nhõm, mẹ bực mình thắc mắc quán nào lại mở trong nơi khỉ ho cò gáy thế này. Đi thêm một đoạn thì cũng đến nơi, dì Musae mừng rỡ gọi hai nhóc dậy thì hai nhóc đã ngủ ngon lành từ khi nào. Dì cảm thán khi ngồi trên xe mẹ cầm lái mà hai nhóc vẫn có thể yên tâm ngủ được. Mẹ lại nổi điên lên mắng dì, không gian của quán đúng là không tệ mà. Dì và xin hào hứng lựa món ăn cho bữa trưa nhưng mà mẹ đã phản đối. Chúng ta chỉ đến đây để uống cà phê thôi mà. Dì và xin cay cú lắm đang phản đối thì bị mẹ nhéo tai xách về. Vậy là kế hoạch đi chơi cùng hội chị em bạn dì của mẹ cũng diễn ra. Mẹ Misae ngại ngùng vì chiếc xe hơi chật. Mẹ đang mãi tám chuyện thì chợt nhớ ra sắp tới là đến ngã tư thì rẽ phải. Mẹ lo lắng cầm chặt tay lái tập trung hết sức. Bên này ba bà mẹ đang tám chuyện mong chờ cho buổi đi chơi vui vẻ thì mẹ Misae lại hét lớn lên. Thì ra là mẹ đã đi quá khúc cua mất rồi. Lúc này thì mọi người trong xe cũng bắt đầu rén ngang chỉ dám ngồi im thin thít. Còn mẹ Misae căng thẳng cầm chặt tay lái, đi tới đi lui cuối cùng cũng rẽ phải thành công. Đang thở phào nhẹ nhõm thì mẹ nhớ ra vẫn còn một khúc cua, thật may là mẹ đã bẻ lái thành công. Chiếc xe tiếp tục đi vào đường làng, mọi người cảm thán vì đoạn đường quá đẹp nhưng vẫn không quên lo lắng cho trình độ lái xe của mẹ Misae. Mọi người hy vọng rằng sẽ không gặp chiếc xe nào đi ngược hướng, nếu không thì sẽ không có chỗ để quay đầu. Nhưng đời đâu như là mơ, mọi hy vọng tan tành mấy khói khi chiếc xe tải lại xuất hiện. Mẹ mong chờ nó sẽ rẽ hướng như hôm qua nhưng không mẹ ơi, chiếc xe tiếp tục đi tới, mọi người mặt mày tái mét nhìn mẹ lùi xe lại. Xem chút nữa chiếc xe lao xuống ruộng bắp cải khiến tim ai cũng leo ngược cành cây. Hết cách, mẹ Masao đành phải xuống dẫn đường, còn mẹ Misae ngồi bên nhường tay lái cho mẹ Kazama thể hiện. Vậy là cơ hội lấy le với hội chị em của mẹ đã vỡ tan tành. Các bạn ơi, hãy dành ra 5 giây để like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin 1054P3, sói hay gấu trúc. Xin và Kazama đang rong ruổi đi bộ đường dài. Nhìn thấy bảng chỉ dẫn có quán rượu phía đằng trước, hai người dự định sẽ nghỉ ngơi tại đây. Ở cửa ra, chào đón hai người là cô nàng Nene xinh đẹp quyến rũ. Món hai ông nhõi chọn là sữa và món ăn vặt yêu thích. Nene vào việc bắt chuyện thăm dò, Kazama kể rằng mình đang đi bộ quanh Kasukabi. Nene ra vẻ thần bí nói bâng quơ rằng nếu bạn ăn đồ ăn và ra khỏi làng này thì thì là mà. Nene bước ra, chân dẫm lên bục đá, ven váy kéo lên lộ ra chân dài quyến rũ.
Nhưng rất tiếc đây không phải gu của hai chầu tre trước mặt nên hai anh chàng ngó lơ đi nơi khác và tỏ ra gu mình không mặn mòi thế. Tới khi Nene kéo váy lên cao nhìn rõ vết thương quấn băng thì cả hai mới hiểu ý. Nene nói rằng ra ngoài vào đêm trăng tròn thì sẽ gặp người sói. Kazama vô thần nên không tin câu chuyện vớ vẩn này. Đang đi thì thấy một lùm cây động đậy rồi nhảy bổ ra làm cả ba hốt hoảng hét lên mới nhận ra là Masao. Masao lăn đùng ra xỉu, cầm tờ rơi, mọi người chốt rằng hôm nay sẽ nghỉ lại tại đây. Masao kinh hãi vì cái nơi này đã bị sụp từ lâu. Kazama lo lắng vì không có khách sạn nào quanh đây cả, cả hai năn nỉ Masao cho ở nhờ. Thế là căn nhà vốn đã bé xíu xiu của Masao nay càng thêm chật chội. Cả ba đang nói chuyện bất thình lình có tiếng sói tru lên. Xin thuật lại lời của bà chủ quán ăn đã kể sáng nay càng làm cho Masao thêm hoang mang. Masao hãi vì đã có người bị tấn công bởi người sói. Kazama trấn an rằng cũng thường thôi và tôi đã đi bộ bình thường. Masao thở phào nhẹ nhõm, cả ba mang bóng ra chơi. Kazama truyền cho Shin thì cậu bạn dùng quả mông siêu to khổng lồ đỡ bóng khiến nó bay vào trong rừng. Masao vội vã đi kiếm quả bóng, cầm trên tay quả bóng. Masao sợ hãi tưởng tượng đêm trăng tròn, người sói. Shin chạy lại cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu bạn. Masao nằm mãi mà không ngủ được nên ngồi ngắm trăng. Kazama cũng tò mò hỏi Masao lý do không ngủ. Masao chỉ làm lơ giả lả rủ Kazama cùng chơi vào ngày mai, đó là điều hạnh phúc nhất trước giờ của cậu. Kazama đồng ý nhưng trước hết là phải ngủ đã. Kazama ngủ ngon mà không hay rằng cái bóng của Masao trở thành một con sói. Sáng sớm, Kazama đã chăm chỉ dọn dẹp mặc kệ Shin thảnh thơi bày trò. Kazama đưa cây lau bụi cho Shin xem, quả nhiên có rất nhiều tóc rụng. Cả hai đều thắc mắc vì chỉ có mình Masao thôi mà lắm tóc vậy. Kazama nhanh nhạy nhận ra đây là lông của động vật. Bo thoát ẩn thoát hiện gửi lời đe dọa đến hai người biết càng ít càng tốt. Kazama ngồi trầm tư suy nghĩ còn Shin lại mải đánh bóng cặp mông của mình. Bằng một thế lực nào đó, Masao trở về mang theo một vali, bên trong có chứa súng khiến mọi người ngỡ ngàng ngơ ngác muốn bật ngửa. Kazama cầm viên đạn trên tay, không may làm rơi xuống. Shin ngố tàu cầm lên rồi vào rừng mơ bắt con tưởng bở với viên đạn làm Kazama bực hết cả mình giật lại. Masao lo lắng vì ngày mai là ngày trăng tròn. Masao nói với hai người bạn rằng nếu mình thành người sói thì hai bạn có thể bắn tôi. Kazama và Shin lúc này mới hoảng hốt vì biết Masao chính là người sói trong truyền thuyết. Chính Masao còn không biết đó có phải là sự thật hay không. Kazama khẳng định rằng mình không chắc sẽ bắn Masao. Masao lo sợ một khi thành người sói thì sẽ làm tổn thương mọi người, nên cậu đã sống cuộc sống cô độc trong rừng. Masao tự chất vấn bản thân nếu trở thành người sói làm hại hai bạn nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng còn tội lỗi. Xin nhảy số hôm đó cứ cố thủ trong nhà không xuất đầu lộ diện chắc là ok thôi. Thấy hai người bạn không kỳ thị mà lạc quan vào ngày mai tươi sáng thì Masao hạnh phúc trào nước mắt. Kazama nhìn ra ngoài trời mừng rỡ vì trăng không tròn nhưng giây sau Shin chạy vào cấp báo rằng Masao đã biến mất. Cả hai vội vã hớt hải đi tìm, Masao đang ngồi một mình, ánh trăng tròn chiếu rạng người cậu. Lông lá mọc ra tua tủa, móng vuốt cũng dài ra. Kazama và Shin cuống cuồng lắp súng thế nhưng bất ngờ chưa hai ông già, lúc nhìn lại thì không phải sói mà là một con gấu trúc cute phô mai que đang múa hát. Nene lúc này mới khai hết rằng mình bị ngạc nhiên khi thấy gấu trúc nên mới té và bị thương làm hai cậu bạn tài lanh muốn ngã ngửa. Cuối cùng cả nhóm thư thả ngồi ăn và thưởng thức tiết mục ca múa nhạc dưới ánh trăng của gấu trúc dễ thương.